Chào bạn nha, hôm nay mình sẽ quay hai cái xe này nha. Xe Winner V3 15.000 km, nó bị róc máy với lại các kiểu bạn. Thì mình sẽ quay ở đây. Và cái xe 65 Yinjin đã làm ở đâu đó nhưng mà nó có nhiều vấn đề. Mình cũng chỉ ở đây mình kiểm tra luôn. Thì mình cũng báo cách làm các bạn. Thì đầu tiên là cái xe máy của Winner V3 nha. Winner V3 thì cây dên bình thường, cái tạ dên hôm qua mình thấy nó bị sượng lại nhưng mà thật ra không phải. Mình khui ra thì nó chỉ lỏng cao su thôi chứ nó chưa có vấn đề gì, mình chỉ lại làm lại cao su là được nha. Đó, thì cái tạ dên là thay cao su. Cây dên ấy thì mình sẽ giữ lại, không có vấn đề gì. Tiếp theo là từ cái lòng. Cái lòng ấy thì là vào nước, không biết là ngày xưa là chạy kiểu gì hoặc là làm sao đó mà nó bị vào nước nha. Nước nó vào đây thì nó sẽ bị reset ra như thế này nè. Thì có hai trường hợp, một là mình sẽ doa lại, mình xài đỡ lại. Nhưng mà cái này thì mình cũng đã nói với anh thì anh cũng chấp nhận là xoáy lên cốt 1 luôn nha. Xoáy lên cốt 1 luôn cho nó ngon lành. Còn cái này thì thuộc dạng là trường hợp xài đỡ thôi, ngon lành thì phải xoáy lại. Đó. Thì cái này là chốt phương án xoáy lại. Rồi xúc bắp thì mình thay hai cái xúc bắp lửa rồi mình xử lý chân thứ này ok. Và căn đồng tiền đồ đáp vô nha. Nếu mà cái máy này làm ngon lành lại ấy, thì nó có khoảng tầm 4-5 triệu bạn. Bây giờ là mình chỉ báo giá sơ sơ thôi, còn mai mốt nó sẽ có một cái bill chi tiết là bao nhiêu, những cái chi tiết nào cần phải thay và làm thì mình ghi giấy xong xuôi thì mình sẽ báo cho các bạn sẽ biết nha, biết cách làm bên mình. Rồi tiếp theo là cái máy 65 Yinjin này. Thì cái này thì nó có nhiều vấn đề. Đầu tiên ấy, là cái dên. Cái dên này thì không biết người ta ngày xưa người ta đắp hàn hay là gì các bạn. Đó, là nó bị cái những vấn đề rỗ rồi nha. Đó, rỗ à. Sâu luôn á, chứ không phải là nhẹ nhàng đâu. Cái vô lăng thì cũng vậy. Mình sẽ quay. Đó. Một là người ta chấm hàn, người ta siết vô để cho nó cứng. Hai là cái này nó bị lỏng xong bắt đầu nó bị xoay, nó ma sát với cái nhiệt độ cao các bạn thì nó bị cháy ra như thế này. Mình không biết nha, nhưng mà cái này là vấn đề nó đang bị như thế này đây. Thì cái này mình có thể sử dụng lại được nha, mình sẽ xử lý lại và mình sử dụng lại. Bên mình thì sẽ không có xài phương án mình đắp lên không vớt côn lại nha các bạn nha. Đó, ai làm sao thì làm nhưng mà bên mình không làm như vậy tại xe độ nó rất là rủi ro. Bây giờ ví dụ mà cái côn này với cái côn này mà nó không có phù hợp với nhau ấy, thì nó sẽ rất dễ bị lỏng. Nó phải khít với nhau tuyệt đối nha các bạn, độ chính xác cực kỳ là cao. Còn ví dụ mà mình làm cho xe zin thì rất đơn giản, nhưng mà xe độ ví dụ nó có một cái độ lỏng nhẹ thôi là nó sẽ bật mình gọi là te tua luôn á. Cho nên cái này một là mình xài đỡ lại, còn nếu muốn ngon lành thì thay thì không nói rồi, nhưng mà cái này thì nó thay nó sẽ rất tốn tiền, mình sẽ tận dụng cái phần này là cái zin cái thứ xong nha. Rồi bây giờ là mình đã tính ở trong đây là những vấn đề như thế này thì mình đã tính sơ sơ rồi. Cái này là mình tính theo cái đường làm ngon lành nhất có thể nhá các bạn, làm ngon lành nhất có thể. Mình sẽ thay một cặp cam BRT M0325. Thì cặp cam này các bạn sẽ thấy nó bị lột hết đầu rồi. Lột hết rồi nha. Cái cặp cam này không có mài hay là làm gì được các bạn. Nó lột như vậy các bạn, mài chỉ chạy đỡ được vài bữa thôi. Còn như thế này là cái nước thép rồi các thứ của nó yếu quá, cho nên là nó bị vậy. Mình sẽ thay cặp mới. Rồi là nếu ví dụ mà để nguyên cái bánh cam zin của cam BRT ấy, gắn vô vẫn được, nó có sai số một vài độ. Nhưng mà nếu muốn ngon lành hơn ấy, thì mình sẽ đóng một cái cặp nhông cam tăng chỉnh, xong rồi về mình căn theo đúng cái thông số của nhà sản xuất luôn là ok nhất. Nếu mà làm như vậy ấy, thì thay cặp nhông cam và căn lại ấy, thì nó thêm 700k. Còn cái nhông cam này đúng ra là vẫn đóng qua bên kia có thể xài được các bạn, nhưng mà cái này người ta hàn hết rồi, cho nên là cái cặp nhông cam này nó cũng hết giá trị sử dụng rồi các bạn. Tiếp theo là bốn xúc bắp này hết 1.2 triệu nha. 1.2 triệu là xúc bắp là mình về mình xử lý, mình thay mình xử lý, rồi là mình vớt chân đồ kiểu xong xuôi hết các bạn. Xúc bắp ICS nha. Thì cái xúc bắp này người ta đã mài chân rồi, ngày xưa kiểu nó dài quá xong bắt đầu người ta mài mà cái mặt này nó không được phẳng các bạn. Khi mà cái xúc bắp đẩy lên đẩy xuống cái đồng tiền nó không nằm được cố định trên mặt phẳng thì nó sẽ không được đâu các bạn. Cái này người ta mài cái này nó mỏng dính rồi, đúng là nó phải dày như thế này, chịu lực tốt hơn. Còn cái này người ta mài mỏng dính rồi, bây giờ mình mà vớt cho nó thẳng đi nữa thì nó gọi là quá yếu luôn. Đó, không được. Cho nên là ok nhất ấy, thì thay 4 cái mới nha. Cái này người ta mài được, các thứ chạy nó cũng đã bị bể mẻ các bạn. Đó, thì nếu ví dụ mà xài đỡ lại thì mình căn đỡ thôi, vẫn xài lại được. Nhưng mà nếu muốn ok ấy, thì thay 4 cái xúc bắp mới. Đó, 1.2 triệu. Cặp cò zin, cặp cò này ấy, thì nó cũng đã mòn hết rồi nha. Các bạn thấy không? Mòn hết rồi. Cái bên này cũng bị nha, có dấu hiệu rồi. Nếu mà thay một cặp cò zin ấy thì 800.000. Còn nếu mà các bạn thay cặp cò của Red Leo này, nó tầm cỡ khoảng 200.000 nha. Đó, nhưng mà cái này là mình chơi theo phương pháp của bên mình ấy, thay cặp cò zin là VIP nhất, cho nên là 800.000. Rồi, căn đồng tiền 200.000, lò xo đầu CBR. Cái lò xo đầu này ấy, thì xài cũng được thôi, nhưng mà nếu các bạn chạy gọi là tới tour mà 13.000, 13.500 thì lò xo này nó sẽ không chịu nổi các bạn, nó sẽ bị rẻ nha. Cái này chịu tới cỡ khoảng tầm 11.500, 12.000 là ok, mở tới 12.500, 13.000 là hết phép rồi. Cho nên là nếu ví dụ xài lại lò xo này thì mở cái giới hạn RPM thấp thôi.
Còn nếu ví dụ muốn ok mà hết bài của nó ấy, thì thay lò xo đầu CBR bên mình. Lò xo đầu CBR cộng mài nhá. DKM0325 cái gối lớn ấy, thì nó bị thốn, mình phải mài làm sao cho nó phù hợp. Là cái bộ này là 750.000. Một cái bạc đạn cốt nồi. Bạc đạn cốt nồi là bạc đạn này. Mình không biết là người ta đã thay chưa, nhưng mà mình tính vào đây thôi. Mình kiểm tra ví dụ mà người ta đã thay rồi ấy, thì mình sẽ không thay nữa. Nhưng mà ví dụ mà vẫn là bạc đạn Nachi Jin thì mình sẽ thay về bạc đạn NTN của mình. Rồi, mài mặt lòng, móc mắt piston. Cái mặt lòng này thì người ta chưa nhấn G nha, cho nên mình sẽ làm mình nhấn G để cho nó giảm cái rủi ro chạy lâu dài, nó không bị thổi rong pilat các bạn, không bị lòn nước các kiểu. Mắt piston thì bị đục, cho nên là mình sẽ móc lại cho nó đẹp đẽ, cho nó không bị đục nữa. Rồi, cao su tại jean thì jean nữa người ta chưa làm. Cũ người ta chưa làm nha, đâu là ta? Đây. Cao su tại jean jean. Nếu ví dụ như kiểu mà đã rẽ ra làm 65 jean jean rồi, xe jean thì mình cũng phải làm đúng các bạn, nhưng mà xe độ thì bắt buộc thêm phải làm nha. Tại vì cái máy lớn, dao động của nó lớn các bạn, không làm cái này nó bị va chạm rồi chạy mấy bữa có rủi ro mà nó bị bể tại jean rất là cao nha. Xe jean cũng mình cũng đã quay cho các bạn xem nó bị bể nhiều đó. Còn xe độ thì rủi ro của nó cao hơn rất nhiều, cho nên mình làm cao su này lại thì nó ok hơn luôn các bạn. Cho nên là cái này mình sẽ làm lại cao su. Bơm nhớt Uma nha. Cái bơm nhớt này bơm nhớt TACNC, nhưng mà mình quay ấy, thì thấy nó sượng lắm nha. Quay thấy nó rất là sượng. Sượng là một này. Lúc mà mình chưa khui ra nó đã sượng rồi, mình khui ra thì để mình kiểm tra cái bên trong thôi. Thì mấy cái này nó cũng đã rỗ hết rồi. Mấy cái chỗ nén nhớt này thì nó đã rỗ và nó có mấy cái sọc hết rồi. Xài đỡ lại vẫn được, nhưng mà nếu muốn ngon lành ấy, thì 750.000 cái bơm nhớt Uma. Rồi bộ chốt lò xo chống giọng. Chốt lò xo chống giọng này ấy, thì người không có nha, cho nên mình sẽ ráp vô cho nó ok. 150.000. Chốt lò xo với long đền ấy, một bộ các bạn là 150.000. Dyno ấy là 500.000. Rồi là rong, xăng rửa, nước mát đó, thay full bộ rong nha, thay cái rong đồng, rong cái lát rong đồng luôn là 800.000. Xăng rửa với nước mát combo đó mình tính sơ sơ các bạn, 800.000. Tiền công là 2.2 triệu nha. Đó là nếu ví dụ mà làm theo cái build này mà cái máy gọi là ok rồi á thì nó tầm 9.5 triệu tới 10.5 triệu đó. Còn nếu ví dụ mà tiết kiệm lại thì nó rẻ hơn nha các bạn nha. Tiết kiệm 4 cây xúc bắp đỡ được 1.2 triệu, tiết kiệm là so đầu đỡ được 750.000 đó. Nhưng mà nó không được hoàn thiện lắm theo kiểu của bên mình, nói chung là mỗi người một kiểu, nhưng mà mình thấy không ổn thì mình sẽ báo theo cách làm bên mình thôi. Rồi cái này là phần máy nha, mình báo cái giá này là phần máy, tại vì bên ngoài á là xăng nó đang bị hụt rất là ghê, không chạy được nha các bạn. Cho nên là mình phải kiểm tra TBS rồi là kiểm tra bơm sườn nữa. Ví dụ mà hai cái đấy nó có vấn đề mà cần phải thay ấy, thì giá sẽ cao lên. TBS canhin thì 550.000, bơm sườn thì 260.000 đó. Nó loanh quanh phát sinh thêm tầm 1 triệu hơn 1 triệu nữa. Tại vì mình phải phòng ngừa những vấn đề khác, vệ sinh họng kim rồi là những cái chi tiết liên quan đó mà. Thì xong xuôi nó ra cũng khoảng tầm 11 12 triệu là cái máy này xong xuôi. Là không làm nồi nha. Tại vì cái nồi này anh làm rồi mà cái lá bố lá sắt đang còn mới. Tuy là bố đồ chơi, cho nên là mình cái này thì mình không có làm tới. Nếu mà tí nữa mình báo cho anh mà anh quyết định làm về cái lá bố nồi bên mình luôn thì mình sẽ báo giá thêm là bố là 620, lá sắt là 250 đó, thay cái bạc đạn nồi 140 nữa là nó cũng phát sinh ra thêm vớt thêm cái mặt đế này đó các bạn, mặt đế này bị đụng này đó. Rồi, có nhiều cách để làm và nhiều giá tiền, không biết là các bạn muốn làm giá như thế nào và cái cách làm sao tiết kiệm làm sao, cho nên là cái này mình chỉ có báo sơ sơ thôi nha. Tí nữa mình liên hệ với anh chủ xe, anh quyết định làm theo cách nào và anh muốn làm giá tiền bao nhiêu thì mình sẽ sắp xếp mình làm cho phù hợp. Cái này ấy thì người ta có một cái dấu vết như thế này, người ta đóng sơ mi đây các bạn, người ta siết cái sơ mi vô nó nở ra, cho nên là cái chỗ này nó bị đẩy ra và nó ma sát với cái cốt cam của mình, nó có dấu hiệu bị cháy như thế này. Tí mình xử lý lại một chút là được, không vấn đề gì. Rồi, bây giờ mình cũng khá bận, mình chiều mình phải đi công việc ấy, cho nên mình quay nhanh nhanh vậy thôi để cho các bạn biết cái vấn đề của hai cái xe này. Để biết cái cách làm của bên mình nha, và làm những cái gì nha, những vấn đề xe gặp phải như thế nào để các bạn biết. Nói chung cái máy này khi mà làm như hồi nãy mình vừa nói thì mình báo giá khoảng 4 triệu tới 5 triệu ấy. Thì anh ngạc nhiên các bạn, anh bảo sao mà cái giá cao thế. Nhưng mà thật sự thì khi mình làm xe mình đã gọi là có những cái build chi tiết mình gửi cho các bạn ở những video trước rồi đó. Thì cái cách làm của bên mình, giá tiền của bên mình là như vậy. Chứ còn rẻ hơn nữa thì mình không làm được các bạn. Tại vì làm mình còn phải trách nhiệm ở trong đây, còn bảo hành ở trong đây, rồi là phải công cán cái thứ của mình nữa chứ đúng không? Vậy nha, khi mà xong xuôi thì mình sẽ báo giá build chi tiết của hai cái này lên để cho các bạn tham khảo qua cách làm bên mình và cái giá tiền bên mình. Chào các bạn.